10 món ngon độc lạ cực hợp phong trào giải cứu thanh long. Quả thanh long giờ đây đã trở thành nguyên liệu được dùng để chế biến nhiều món ăn khác nhau vừa ngon vừa đẹp. Bạn đã biết tới những món ăn làm từ thanh long ruột đỏ chưa? 1. Bánh mì thanh long. Ngoài món bánh mì được làm từ thanh long ruột đỏ nổi tiếng trong đợt giải cứu nông sản vừa qua, trên mạng xã hội đang rầm rộ chia sẻ các loại bánh, các món ăn được làm từ thanh long ruột đỏ rất hấp dẫn. 2. Chả cá thanh long chả cá, món ăn truyền thống tưởng chừng như không thể có nguyên liệu nào khác biệt, vậy, nhưng sự kết hợp hoàn hảo của giữa trái cây, và nguyên liệu chả cá, đã mang lại một sản phẩm sáng tạo vô cùng. Theo chị Nguyễn Thu Hồng, chủ nhân của sản phẩm chả cá thanh long, đây là sự kết hợp thú vị trong sản phẩm. Màu tự nhiên từ thanh long đảm bảo mục tiêu 100% chả cá hữu cơ, ngon, ngọt, dinh dưỡng, bà, hoành thánh thanh long. Hoành thánh từ thanh long ruột đỏ cũng là một món ăn đầy sáng tạo của các đầu bếp Việt. Đây là sản phẩm từ góc bếp của chị Bích Ngọc. Một món ăn nhìn đẹp thế này, bạn có nỡ ăn không? 4. Pizza Thanh Long, một nhà hàng pizza tại Hà Nội đã nghiên cứu, áp dụng công thức tương tự làm bánh mì để làm ra những chiếc bánh pizza Thanh Long có màu hồng tươi trông bắt mắt nhằm chung tay giải cứu Thanh Long. Theo chủ cơ sở này chia sẻ, cửa hàng đã phải thử nghiệm vài lần để cho ra đời những chiếc bánh pizza đầu tiên sử dụng phần ruột màu đỏ của Thanh Long. 5. Mochi Thanh Long Mochi thanh long có vị không quá xuất sắc như vị sầu riêng và chanh leo, nhưng sử dụng với kem trong bánh mochi lại rất thanh mát. Bên cạnh các món bánh đòi hỏi phải có công thức chế biến, có nhiều món làm từ thanh long ruột đỏ rất bắt mắt. Được các chị em yêu nội trợ chia sẻ nhằm chung tay giải cứu thanh long cho bà con nông dân, 6. Kem thanh long hay những que kem thanh long mát lạnh sẽ là món hấp dẫn dễ làm bạn có thể thử ngay trong mùa hè này. 7. Nước ép và sinh tố thanh long. 8. Rượu vang làm từ thanh long để làm được rượu vang từ thanh long hơi kỳ công. Nhưng bạn cứ thử đi một trải nghiệm thú vị cho bếp nhà bạn chín. Siro thanh long ruột đỏ. 10. Sữa chua thanh long. Ly sữa chua nhiều màu sắc có kích thích bạn tiêu hóa các món ăn ngon lành hơn không? Thậm chí bạn có thể dùng thanh long để xếp thành hình hoa hồng trang trí đẹp mắt như thế này. Đây là những bông hoa rực rỡ được làm bởi đôi tay khéo léo của Tống Khánh Linh, một facebooker nổi tiếng trên mạng xã hội. Bạn là người có tiếng nói trong xã hội hãy bình luận để thể hiện điều đó trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại